Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là những giá trị chúng tôi chia sẻ đến nhà đầu tư trong suốt thời gian nhiều năm qua và liên tục trên thị trường để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này. Tại website đào tạo Forex, nhà đầu tư có thể thấy rõ được tất cả các giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường, từ những giá trị về livestream, sâu full tài khoản đến cứu tài khoản cho bản thân khách hàng trên thị trường. Đây là những điều mà trung tâm đào tạo Forex và website đào tạo Forex và tôi là Trần Quốc Minh luôn luôn chia sẻ thực tiễn, luôn luôn chia sẻ liên tục mỗi khi mà thị trường biến động để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, có thể đánh giá được cả quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex của chúng tôi, cũng giống như bản thân các bạn nhìn nhận, đánh giá được tất cả các giá trị kiến thức ở trên thị trường để các bạn có thể hiểu rõ được đây là thị trường rất là khốc liệt. Để giao dịch được, chúng ta phải cần rất là nhiều thời gian và tâm huyết ở trên thị trường. Và bước đầu tiên ở trên thị trường giao dịch Forex để các bạn có thể tồn tại được thì bản thân các bạn cần phải có một thứ, đó là nhỉ? Những người đứng ra chia sẻ trên thị trường giao dịch Forex này, bản thân họ phải chứng minh toàn bộ các giá trị thực tiễn trên thị trường, từ giao dịch thực tế cho đến những giá trị sâu full tài khoản và những giá trị về kiến thức họ phải giao dịch cho chúng ta nhìn nhận và đánh giá theo dõi. Và thì nhỉ, chúng ta phải có cả quá trình chúng ta dài để chúng ta có thể đánh giá được giá trị thực tiễn này. Tuyệt đối khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, chúng ta không có nghe mồm, chúng ta không có nghe chia sẻ, không có căn cứ, không có giá trị. Chúng ta nhìn nhận, đánh giá tất cả mọi giá trị mà bọn chúng hiện giờ đang đưa ra trên thị trường giao dịch Forex này, từ Á quân thế giới hay top thế giới hay là bất kỳ một cái cuộc thi tào lao nào. Nếu mà bản thân chúng ta không xác thực được tài khoản của bản thân, chính những cái thằng đang đứng ra chia sẻ như vậy trên thị trường giao dịch Forex này, đó là điều mà nhà đầu tư cần phải xem xét, cần phải đánh giá lại. Nhà đầu tư phải hiểu rằng giá trị của kiến thức để áp dụng vào trong thực tế hoàn toàn khác hẳn những giá trị của kiến thức ở trên sách vở. Đây là điều đã mà rất là nhiều nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này bị lầm tưởng. Chính vì thế mà tham gia vào rất là nhiều các khóa học ở trên thị trường giao dịch Forex này mà nhà đầu tư vẫn bị mất tiền đi khi mà nhà đầu tư không chịu hiểu vấn đề này. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị chúng tôi truyền đạt, những giá trị mà chúng tôi đang gửi đến nhà đầu tư, là nhà đầu tư có thể nhìn nhận lại cả quá trình bản thân các bạn phát triển trên thị trường để các bạn có thể tồn tại, để các bạn có thể hiểu rõ. Chứ không phải nhờ các bạn lao vào trong thị trường này để vì mục tiêu 2 hay 30 đô hay 50 đô hay 100 đô một ngày mà các bạn tiêu tan cả một sự nghiệp, mà các bạn phải đánh mất cả một cái chuỗi thời gian rất là dài các bạn tích cóp, bởi qua những cái thằng gì nhờ không có khả năng giao dịch bán cho các bạn những kiến thức đều trên thị trường này. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải xem xét, cần phải nhìn nhận lại. Và nhà đầu tư cần phải hiểu rõ rằng hiện nay rất là nhiều các sàn giao dịch Forex nó đã gọi điện thì hỗ trợ cho nhà đầu tư để nhà đầu tư có thể kiếm được ra tiền. Đây chỉ là một vấn đề kích cầu để lòng tham của bản thân các bạn. Khi các bạn đã nhúng chàm vào trong thị trường rồi, xin lỗi các bạn, tài sản của các bạn ra đi cực kỳ nhanh. Thị trường Forex chứ không phải là gì nhỉ, một nơi để các bạn vui chơi, các bạn nghĩ rằng các bạn vào đây các bạn dễ kiếm tiền. Và các bạn phải hiểu rằng trên thị trường này các bạn phải cần phải tìm hiểu cho thật kỹ. Không có một cái gì đơn giản, chỉ có sự mất tiền là đơn giản ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà tôi chia sẻ đến cộng đồng, đây là điều tôi chia sẻ đến nhà đầu tư. Tôi mong muốn rằng những giá trị mà bất kỳ ai đã đồng hành với bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này, thấy tôi chứng minh liên tục thực tiễn trên thị trường, hãy nhìn nhận vào những giá trị tôi chia sẻ, hãy nhìn nhận vào những giá trị tôi chứng minh để mà các bạn điều chỉnh dần những cái giá trị mà các bạn đang theo. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.